Hàm trưởng, ngươi ăn bài một cái chạy trốn bao con nhộng cho ta. Tàu ngầm tầm xuống, đến đáy biển ở chỗ sâu trong nhất, sau đó đem chạy trốn bao con nhộng này phát xạ ra ngoài. Lực lượng muốn đầy đủ lại để cho bao con nhộng này chui vào trong đáy biển trong bùn. Hàm trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Như vậy sao được? Môn chủ chạy trốn bao con nhộng này là một lần duy nhất, lớn như là nổi lên trên bọt biển giống như là không có vấn đề, ngay có thể tự hành mở chạy trốn. Lớn như là tại mấy nghìn mét sâu đáy biển, lại là ở trong cát bùn. Không nói trước ngài như vậy là chuyển tin tức trở về, riêng là thoát thân đều làm không được. Đáy biển ở sâu trong đó có thủy áp lực lượng cực lớn, chúng ta coi như là muốn cứu viện binh đều khó có khả năng. Đường Phụ Lân không chút do dự nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc, thủy áp còn chưa đủ để làm cho ta vào chỗ chết, ta tự nhiên có thể đi ra được, làm theo lời của ta báo, đồng thời chuẩn bị cho tốt kiểu cấp đinh tra hồn bảo đạn pháo, một khi ta phát hiện ra thích hợp ra đánh nổ vị trí, cho ta trở lại lập tức hành động. Hàm trường còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị nhà chính phủ bắt được bảo vai. Dựa theo môn chủ nói làm đi, môn chủ ngũ thần chỉ quyết đều có thể đạt được thắng lợi, này vì hắn mà nói không coi vào đâu. Điều Phụ Lân thân thể tổ chức căn bản không phải dùng người bình thường lý giải có thể hiểu, chỉ có thành tiệu đồng bọn chính bọn họ mới hiểu rõ ràng một chút. Đối với người bình thường mà nói chí mạng thủy áp, với Đường Phụ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn băng vào bản thân cường đại lĩnh vực cảnh tinh thần lực lượng, đi tìm thích hợp nhất đánh lổ điểm. Biển dòng áp lực lớn đã lớn, nhưng trong biển thủy nguyên tố cũng là lồng lặc nhất đấy. Dùng thể chất của Đường Phụ Lân tự nhiên chi thứ, lại thêm thượng lĩnh vực cảnh tinh thần lực lượng, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định có thích hợp điểm khởi động, hắn thì có khả năng rất lớn có thể tìm được. Hàm trường nhìn nét mặt của những người khác đều rất bình tĩnh, như vậy ánh mắt nhìn Đường Phụ Lân cũng không khỏi biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, môn chủ những thứ này càng đồng bạn từ trong đối với hắn đều có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Vậy được rồi, chạy trốn ba con nhộng chính là một cái dài ước chừng 2m5, giống như ba con nhộng hình thái kim loại khoang thuyền, bên trong còn có cố định trang bị, bởi vì đang đảo mạng ở trong quá trình, ba con nhộng khó tránh khỏi sẽ tiến hành trình độ nhất định cuồn cuộn, nhất định phải cố định mới được. Ta sai cùng với thánh linh đố là đi suối, hơn nữa ở nước suối này là không có biện pháp cùng với bọn họ bắt được liên lễ. Hiện tại chỉ có thể là tin tưởng bọn họ có thể thành công, còn có chính là ta giải về sau cũng cần thông qua trước chạy trốn bao con nhộng này cùng với tàu ngầm liên hệ, truyền tin tức trở về, đồng thời được với hắn tiến hành tiếp ứng. Bên tai chuyển đến hạm trưởng thông qua chạy trốn ba con nhộng ở trong thông tin trang bị chuyển đến âm thanh, tàu ngầm bắt đầu hạ thấp, lặn sâu, trước mắt chiều sâu 1.800m, 1.900m, 2.000m, tàu ngầm ở bên trong áp lực liền tiết xạ trang bị đủ tốt cho lên thân trong đó, Đường Phụ Lân trên thực tế cảm giác không thấy biến hóa gì đấy. Lúc này tâm tình của hắn bình tĩnh như nước, tận lực để cho chính mình trầm tĩnh trở lại. Người tinh thần lực lượng ở trên thực tế là có phập phòng bà động, càng gấp nóng nảy. Tinh thần lực lượng thì càng hỗn loạn, mà càng tỉnh táo, tinh thần lực lượng có thể giữ càng là bình thản. Chỉ có tinh thần tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có như vậy nhận thức, không thể nghi ngờ, Đường Phụ Lân hiện tại liền là như vậy. Cả cái vực này, chiều sâu ước chừng là ngay tại khoảng 3.000m, 3.000m sâu nước biển, thủy áp đại khái là cái gì đường đại, cũng là chiếc hạm trưởng đã nghĩ càng phải giải thích với Đường Phụ Lân qua. Tàu ngầm sẽ ở trong biển sâu chờ đợi hắn về sau, hạm trưởng lo lắng nhất chính là cái này trở về quá trình. Đường Phụ Lân nhiều trước là thập phần ung dung ổn định, hắn đối với tự có lòng tin tuyệt đối. 2.800m, 2.900m, 3.000m, ba con nhộng chuẩn bị phóng ra. Môn chủ, ngay chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hạm trưởng như trước có một chút dò dự bất định âm thanh truyền đến. Đường Phụ Lân không chút dò dự nói, bắt đầu đi, chuẩn bị phóng ra, 3, 2, 1, phóng ra. Đường Phụ Lân chỉ cảm thấy chính mình chú ở trong ba con nhộng chấn động mạnh một cái, sau một khắc, mạnh liền chấn động lực lượng liền tùy theo đó truyền đến, toàn bộ ba con nhộng run rẩy kịch liệt lấy. Đường Phụ Lân thậm chí có thể cảm nhận được một loại mạnh liền mắt ở trong tưởng tượng cảm giác tùy theo đó xuất hiện. Quá trình này chẳng qua rất ngắn ngủi đấy, phốc một tiếng, tốc độ đầu hàng, Đường Phụ Lân minh bạch, chạy trốn ba con nhộng này đã chui vào trong bùn rồi. Tinh thần lực lượng ngừng tố, yên lặng cảm thụ được xung quanh biến hóa, chạy trốn ba con nhộng kín gió phi thường tốt, cho dù là ở trong biển sâu, cũng có thể ngăn ngủi xa ngăn cách xa loại dưới áp lực, nhưng Đường Phụ Lân nhiều trước là có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới thủy nguyên tố chấn động. Tinh thần lực lượng phóng ra bên ngoài, chậm rãi cùng với ngoại giới thủy nguyên tố bắt đầu cầu thông, linh vực cảnh tinh thần lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, hắn vẫn lần thứ
nhất đi vào trong loại trình độ này biển sâu. Lúc trước đi theo mục giã lúc tổ luyện cũng bất quá chỉ là mấy trăm mét sâu mà thôi. 3.000 mét như vậy sẽ là một thế giới như thế nào, nhất định phải thưởng kỳ diệu đi. Mang theo loại cảm giác này, cảm thụ của Đường Vũ Lân mặc ra lấy ngoại giới hết thấy, sinh khí tức ít nhưng mà thủy nguyên tố đã có loại rèn rẹt cảm nhận. Chạy trốn bao con nhộng ở trong cát bùn, bị thủy áp tương đối còn nhỏ một chút, làm như trương bắt đầu xuất hiện ra kén két ra âm thanh. Cái bao con nhộng này bản thân là hướng mặt nước phương hướng bắn ra, tại sâu như vậy đáy biển, nó có thể thừa nhận ra được thời gian có hạn, không thể tiếp tục ở nơi này rồi. Đường Phụ Lần lúc này lập tức liền có quyết đoán, đây là lúc trước hắn cùng với hạm trưởng đều không có nói tới đấy. Chạy trốn ba con nhộng ở bên trong, dù sao đối với ngoại giới nhất định có ngăn cách, bất lợi với hắn tinh thần lực lượng truyền thấu, cũng bất lợi với hắn với thủy nguyên tố cảm ứng. Di chuyển mở cánh tay, đồng thời mở bảo hộ trang bị, Đường Phụ Lân dùng sức thở sâu, đem dưỡng khí chiếu đựng ra tại chính mình phối hợp. Chạy trốn ba con nhộng mở ra cũng không có dễ dàng như vậy, ngoại giới chìm trọng áp lực này chèn ép ba con nhộng hết sức chắc chắn. Đường Phụ Lân ở trong ánh mắt sáng vàng màu vàng kim lóe lên một cái, bên ngoài thần kim long vương lần phiến lộ lên trên, hai tay dùng sức cưng rắn đem ba con nhộng đẩy xa. Lập tức thì đại oàn bùn cát đập vào trong mặt, lập tức liền đem hắn bao che ở bên trong, ngoại trừ bên ngoài thủy nguyên tố còn có lòng đậm đích thổ nguyên tố theo đánh vào trong tại trên thân thể của chính mình. Đường Phụ Lân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như bị một đài lặng lẽ cơ giáp đè tại trong như vậy, cảm giác hít thở không thông, cảm giác áp bách cơ hồ là theo nhau mà đến. Thay đổi người bình thường ở trong nháy mắt này cũng đã chí mạng, may mắn hắn cho tới bây giờ đều không là bình thường. Trong cơ thể long hạch nhảy lên trên, bản thể thống tiên thiên bí pháp thúc dục, bản thân hồn lực phun ra bên ngoài mỏng ra, thúc đẩy thân thể của Đường Phụ Lân từ trong bùn chui ra bùn cát, áp lực không giảm trái lại còn tăng. Đường Phụ Lân có gan thân thể bị giảm lại cảm giác, chung quanh là một vùng tăm tối, không có bất kỳ một chút xíu hào quang, dường như sống như tiến vào trong một cái đèn nhánh ở trong thế giới, lại có một loại trở lại mẫn thế cảm giác. Thủy âm cực kỳ lớn từ trong bốn phương tám hướng đè xuống thân thể, khiến cho bản thân của Đường Vô Lấn không thể nào không phóng xuất xa võ hồn hồn lực để ngăn cản. Cường đại kim long vương huyết mạch lại để cho thân thể của hắn tại loại này trọng áp phía dưới như trước là có thể tự do hoạt động. Đường Phụ Lân lúc này đột nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu, cái gì ở trọng lượng thất các loại đồ vật tại thời khắc này giống như cũng trở lên không có chút ý nghĩa nào. Này đáy biển áp lực quá hiệu quả, vượt xa trọng lực, nếu như có thể ở loại địa phương này tiến hành tù luyện, giống như cũng có một loại giống như lựa chọn không sai. Trong biển sâu, lửa bước khó đi, nhưng loại này cực hạn đậm đà nguyên tố chấn động nhiều trước cũng là ngoại giới tuyệt đối không có. Hơn nữa, càng là tại loại áp lực này dưới tác dụng, đối với bản thân tiềm năng kích phát ra hiệu quả cũng càng tốt. Có lẽ sau này có thời gian thời điểm, thật sự có thể thử nghiệm sẽ ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ý nghĩ này ở trong đầu chợt lóe lên trên, Đường Phụ Lân bắt đầu phóng thích ra tinh thần lực lượng, chung quanh thủy nguyên tố tiến hành cầu thông. Thủy nguyên tố bản thân là nhu hóa, nhưng khi chúng nó tại trong giới biển sâu này trở lên sền sệt về sau, cảm thụ như trước hoàn toàn khác biệt. Tại nguyên bổn nhu hòa giá, nhiều hơn ra một loại uy nghiêm cảm giác. Đường Phụ Lân đầu tiên phải làm là hoàn thành cùng với chung quanh thủy nguyên tố cầu thông. Nếu không tại loại này áp lực lặng lề phía dưới, hắn tinh thần lực lượng cũng không có khả năng đến xa. Tinh thần lực lượng phóng tích ra, cứ việc tu vi của hắn đạt tới linh vực cánh, tại mới vừa rồi phóng xuất ra tinh thần lực lượng thời điểm đó, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực lượng nhận lấy phi thường cường liệt áp bách. Đối với hắn cái loại này người từ ngoài đến, sâu ở dưới đáy biển này là thủy nguyên tố trẻ sinh xuất hiện ra một ít cảm giác bài xích. Bài xích ta sao? Từng vòng hồn hoàn từ Đường Phụ Lân ở trong cơ thể phóng xuất xa, cuối cùng là chiếu sáng chung quanh cái hải vực này. Màu đen hồn hoàn, mặt ngoài là không có rõ ràng tia sáng, ở trong biển sâu thấy không rõ ràng cho lắm. Sặc sỡ lóa mắt đấy, hay vẫn là lực màu vàng tự nhiên chi tử hồn hoàn, cùng với lộ hòa tù liêm cùng châm chảnh kim sắc hồn hoàn, tự nhiên chi tử hồn hoàn hào quang tỏa sáng, nhu hòa tự nhiên khí tức tùy theo đó thả ra. Quả nhiên làm ký tức của tự nhiên chi tử này mới phóng tích ra, Đường Phụ Lân lập tức cảm giác được xung quanh thủy nguyên tố đối với áp lực của chính mình biến nhỏ đi rất nhiều. Mừng rỡ ở phía dưới, hắn vội vàng khống chế được chính mình tinh thần lực lượng hướng ra bốn phương tám hướng thả ra bên ngoài, triển khai tìm kiếm. Nhưng hắn phát hiện ra, tuy rằng xung quanh thủy nguyên tố đối với chính mình cảnh giác này bà sinh thấp xuống, có thể đối với chính mình nhận thức được cảm giác cũng không có tăng cường quá nhiều. Tinh thần lực lượng chẳng quá là lan tràn ra bên ngoài khoảng cách xấp xỉ 1000 mét cũng có một chút kế tục không có chút sự sức sống sức mạnh nào.
Cách đó là trên mặt đất rõ ràng với con kém thật sự quá xa. Chila có thể tìm kiếm nghìn mét, cái này có ích lợi gì? Huống chi hắn sau bây giờ còn chưa có hướng đáy biển chỗ sâu trong tìm kiếm ra đấy. Nếu như tiến hành, nhất định sẽ bị hạn chế nghiêm trọng hơn. Tự nhiên chi tử tại dưới biển sâu này, mất lính, nguyên tố thân hóa độ rõ ràng không bằng trên mặt đất. Hắn đã có một chút thói quen vị diện quyến luyến, cũng không biết vì cái gì. Tại dưới biển sâu này, ở trên thân chính mình vị diện quyến luyến giống như biến mất. Sao lại như vậy? Nếu là như vậy, mình tìm kiếm căn bản không có khả năng thành công thì càng không thể nào nói để tìm được thích hợp nhất điểm nổ rồi. Vấn đề này có một chút lớn. Đường Phổ Lân tiếp tục thúc dùng tinh thần lực lượng, thử nghiệm gần một bước dẫn động giao lực lượng của tự nhiên chi tử, nhìn xem có thể hay không cùng chung quanh thủy nguyên tố tăng lên trên thân hòa đố. Đồng thời sửa đáy lòng cũng kêu gào ra, lưu hòa tù líp, đối với đại tự nhiên lực lượng, vì này mới thật sự là bách khoa toàn thư. Chủ thượng, ta cũng không có biện pháp. Lũ hòa tù liêm lập tức cảm nhận được Đường Phổ Lân tình huống lúc này. Thật giống như là tự nhiên chi tử sửa đáy biển mất linh, Đường Phổ Lân nghi ngờ nói. Lũ hòa tù liêm lại nói, giống như vậy đó, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Lẽ ra ngài là bị vị diện chiếu cố tồn tại, loại này chiếu cố cũng không có biến mất, lại có lực lượng của tự nhiên chi tử ở đây. Biển sông không nên bài xích ngài mới đúng, nhưng mà dù là đối với cả đấu la tinh, thậm chí khắp cả vị diện mà nói, biển sông trên thực tế đều là cường đại nhất một loại tự nhiên tồn tại. Nó bao trùm cả cái hành tinh vượt qua 70% diện tích bề mặt, ở trong biển khơi tự thành quốc gia. Ngài tự nhiên chi tử hơn nữa là điều động sinh mệnh thể, trong biển rộng chỉ có hải hồn thú, thực vật cũng chỉ có thể sinh hoạt tại kém cỏi hải vực.